Đồ gỗ mỹ nghệ sáng trang xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2020. Đồ gỗ mỹ nghệ sáng trang xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng bộ sản phẩm bộ 3 có tên gọi là bộ ghế tai quan lùn, theo tiếng Trung gọi là quan mau ỉ. Bộ ghế được làm bằng chất liệu gỗ cẩm lai. Gỗ cẩm lai là một trong những loại gỗ thuộc hàng quý hiếm loại nhóm AH1 của Việt Nam hiện nay. Bộ ghế được làm theo lối mộng mạng, theo lối tàu. Vâng quý vị nhìn xem, vân rất đẹp, toàn thể là vân màu tím, chất gỗ nặng và đanh. Mặc dù bộ ghế có cái dáng nhỏ nhắn nhưng mà cực kỳ chắc chắn. Tôi sẽ quay cận cảnh. Đây, mọng đây, quý vị xem. Đây là mọng thủng này. Và thêm một cái mọng kẹp đây nữa. Đấy, toàn bộ cái lối hàng ngang này chúng tôi làm hoàn toàn theo lối của người Trung Quốc, nên rất chắc chắn và đẹp. Tôi xin giới thiệu tổng thể kích thước của bộ ghế. Đó là kích thước của ghế là rộng 60 và có chiều sâu là 50, cao từ mặt đất lên đến đỉnh của trương là 1m07. Và kích thước của đôn có chiều rộng là 37 và chiều sâu 47, cao từ mặt đất lên đến đỉnh của mặt đôn là 67 phân. Bộ ghế có cái dáng rất cong. Đây, tôi sẽ quay cận cảnh cái tay của quý vị xem. Đây, tay ghế này rất cong, rất thon. Những cái bộ ghế có dáng như thế này thì hiện tại cơ sở chúng tôi là sản xuất hoàn toàn theo lối của người Trung Quốc hết. Mặc dù nó rất chi là nhìn nó nhỏ thôi nhưng mà cái mộng mạng và cái chất gỗ cực kỳ chắc chắn, nên khi mà hàng mà dựng lên thì cực kỳ chắc, ngồi thoải mái. Bộ ghế vẫn chưa được gắn keo, hoàn toàn là làm tháo rời hết. Đây quý vị xem, tất cả khung tranh đều có hai mọng yếm, cái tua của nó đều cắm xuống, đều có mọng hết quý vị. Đặc biệt là vách của cái bộ ghế này thì có dáng cong hình chữ S và có độ dày là 2 phân. Chân rất nhiều vân, bộ mặt cũng có rất nhiều vân. Tôi sẽ quay cả hậu cho các vị xem. Rồi, bên hậu của ghế đây. Hiện tại anh chị em nào có nhu cầu muốn mua hay là muốn đặt hàng thì hãy liên hệ qua số điện thoại 0922 782 886 để được tư vấn và được có giá tận xưởng. Sau đây tôi sẽ quay cả gầm ghế cho quý vị xem. Đây, tôi sẽ nghiêng cái ghế lên mà quay tận gầm. Đấy, gầm của bộ ghế. Mặt ghế đều có hai thang hét, cực kỳ chắc chắn. Hàng sạch từ trong ra ngoài, không lỗi. Đôn cũng vậy. Đấy, tôi quay cả đôn này. Và đây là cái ghế tiếp theo, tôi quay ghế tiếp theo này. Đấy, quý vị xem, tất cả hàng đều có hai thang hét hết, hoàn toàn chắc chắn. Hàng lựa vân nhá quý vị nhá. Khung tranh này vân cực kỳ đẹp. Hàng làm bằng chất gỗ già và đanh, rất chắc chắn. Đây là chân hậu này. Đấy, chân hậu thì vuông 4 phân và chúng tôi bo tròn. Bò rất tròn, rất cong. Trương cũng vậy. Những chiếc ghế như thế này thì thường thường làm thì không phải là cậy gỗ dày mà đẹp quý vị ạ. Phải nói là những bộ ghế như thế này người ta gọi là nhất dáng nhì ra. Đấy, cái dáng ghế rất đẹp, từ mặt đất lên. Đấy, quý vị xem.
đặc biệt là hai cái ngà voi hay còn gọi là hai cái tẩu của cái ghế này, này. Rất cong và uốn lượn. Đấy, tôi sẽ quay cận cảnh để quý vị cùng xem hai cái ngà voi, mặc dù nó nhỏ thôi nhưng mà mọng cực kỳ chắc chắn. Đây, mọng thủng này. Đấy, các vị để ý xem. Mọng thủng xuyên qua tay, và dưới đây cũng có một cái mọng xuyên qua khung tranh nữa, nên rất chắc chắn. Những cái bộ sản phẩm như thế này thường thường là chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của khách. Rất ít có hàng tự do quý vị ạ. Những bộ sản phẩm như này hoàn toàn là khách đặt. Và những người, nói thật là những người kỹ tính, người ta hay chơi những bộ ghế nó nhỏ nhắn, như là nó lại có cái dáng rất đẹp. Quý vị cùng chiêm ngưỡng. Vâng, đồ gỗ sáng trang xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi và ngày càng ủng hộ đồ gỗ sáng trang, để lần sau đồ gỗ sáng trang có nhiều sản phẩm giới thiệu tới toàn thể quý vị khách hàng. Nếu như quý vị khách hàng cảm thấy cái video này có ích, xin hãy ấn vào nút like, chia sẻ, và đặc biệt là theo dõi thường xuyên để đồ gỗ sáng trang xin có những video và những sản phẩm do trực tiếp cơ sở sản xuất ra, đáp ứng được nhu cầu của khách. Vâng, xin trân trọng cảm ơn.